Vâng, hello, xin chào mừng các bác quay trở lại với kênh của Nghe Audio. Hôm nay bên Nghe Audio giới thiệu một con vang cơ, mã vang cơ mới về bên nhà Nghe Audio. Thì con vang cơ này có mã là BD M8+, với những tính năng rất chi là đặc biệt. Thì em đang ghép trên bộ dàn karaoke 21.700.000, khuyến mại cho các bác còn 21 triệu, với một cục đầy BBDUB K8 Pro giá 7.900.000, bộ mic không dây ATB GS868 3.800.000, đôi loa HZ Audio ST12 giá 7.500.000, và con vang cơ BD M8 này có giá là 2.500.000 các bạn, rất bất ngờ. Và tính năng đặc biệt trong ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác, đó là con vang cơ này có một tính năng rất là đặc biệt, thì em sẽ phân tích cho các bác. Với con vang này, trên màn hình được tích hợp 6 đường tín hiệu đưa nhạc vào này, 6 đường tín hiệu. Một là đường AUX1, 2 đường AUX2, đường USB là 3, đường Bluetooth 4, đường cổng quang là 5, và đường cắp đồng trục là 6 đường tín hiệu riêng biệt nhé, riêng biệt các bác nhé. Thì đồng thời các bác tích hợp được và kết nối được rất là nhiều thiết bị nhé. Thì con vang cơ này được thay thế như một chiếc smartphone hoặc là chiếc smart TV thông minh đấy, rất nhiều chức năng. Và sau đây thì em sẽ test qua chất âm, sau đấy thì em sẽ chi tiết từng cái chức năng ở trên mặt trước mặt của con vang cơ này. Vâng, xin mời các bác theo dõi em test chất âm nhé. Sau đây một đoạn nhạc vàng cho các bác nhé. Bác vừa nghe một đoạn nhạc vang, thì sơ qua trên mặt em vang này là mã BD. Hai nút này là hai nút volume của mic 1, mic 2. Đây là dãy đèn nháy, khi các bác mở to nhạc thì nó sẽ nổi đèn nháy lên các bác nhé. Và đây là các nút chỉnh delay, repeat và bass chung chép của echo, bass chung chép của micro, bass chung chép của nhạc. Các cái này là khi các bác cắm Bluetooth này là tiến này, lùi này và dừng lại này. Đấy, khi các bác cắm USB đấy, cắm USB. Và cái này là cổng để chuyển này, chuyển từ cổng AUX1, AUX2, USB, Bluetooth, cổng quang và cổng đồng trục. Đây là nút này là nút chống hú. F on F. Đấy. Và đây là ba nút volume. Nổi đèn hiển thị màu xanh luôn. Rất đẹp các bác nhé. Ok. Cái tính năng đặc biệt của em này, các bác rất dễ sử dụng, chống hú tốt, với mức độ cho phép và ngưỡng cố định của chiếc vang này, với trị giá 2.500.000 các bác nhé, với trị giá 2.500.000 thì nó là ok. Và đây là có 6 đường tín hiệu riêng biệt đây trên mặt vang này, thì các bác có thể là như một chiếc smart TV hoặc là smartphone luôn. Và sau đây thì tiếp video thì các bác nghe qua đoạn nhạc DJ. Vừa rồi bác vừa nghe một đoạn nhạc vàng rồi, qua đoạn nhạc DJ và hát một đoạn karaoke cho các bác. Ok, vâng, xin mời các bác. Vâng, một đoạn nhạc DJ cho các bác.
sau lưng. Alo, 67. Alo, 6. Alo, alo, alo. Khi phố du lên đèn tại phố ca nghiêng bên siêu xanh người tuổi thơ đi qua nhìn đêm trong giấc mơ phần ba tuổi cười hoa phế sau nay ngóng mặt góc lời làm lính mà thôi đôi xiên đây rồi từng đêm quê hương đang bay pháo đồ hòa châu sắc tỏa những quân mặt ngày đêm đô thị ngày nào đó nay xa lại cho người hai phố sau lưng môi ngọt rượu nồng dày số tôi đi hẳn trên lá cỏ đồn xa tôi hơn chân vật tù ngày đến tó mặt. Thì em xin được kết thúc video tại đây. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ vào số hotline 0934573743, hoặc các bác có thể truy cập vào website nghiaudio.com và Facebook Trịnh Văn Nghĩa. Số hotline thì có cả Zalo các bác kết bạn đấy. Bên em ship hàng toàn quốc. Thì các bác mới đến với kênh Nghĩa Audio thì cho Nghĩa Audio một like chia sẻ cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất bên Nghĩa Audio. Và bên Nghĩa Audio thì bán hàng trên website nghĩaaudio.com thì khuyến mại rất chi là nhiều. Bác nhớ đặt hàng trên website nghĩaaudio.com. Đấy, và các bác có thể là kết bạn Facebook Trịnh Văn Nghĩa. Khung giờ phát trực tiếp của bên Nghĩa Audio thì có hai khung giờ, 10 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng, và buổi chiều thì 16 giờ đến 16 giờ 30 buổi chiều. Vâng, thì sau đây thì em xin dừng video tại đây. Chào bác, hẹn các bác vào video tiếp theo.